Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 20 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng và cụ thể hóa chương trình công tác năm phù hợp với tình hình địa phương đơn vị. Việc thực hiện 3 phong trào, 3 chương trình được triển khai đồng bộ, nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Nét nổi bật là các phong trào hành động, chương trình của đoàn đã thực sự đi sâu vào đời sống thanh niên, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân. Từ đó, các kết quả về công tác đoàn đã đạt và vượt trong 11 chỉ tiêu Trung ương đoàn phân bổ trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, đoàn xã phường thị trấn xây dựng 16 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, yếu thế. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đoàn viên thanh niên đã đề xuất hơn 200 ý tưởng sáng kiến. Tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 240 thanh niên, hỗ trợ giúp đỡ hơn 3.600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện tốt chương trình chắp cánh tương lai. Với chủ đề năm 2021, thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp đã có 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công. Phát huy vốn vay 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế với dư nợ ủy thác đạt trên 600 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp trên 3.400 đoàn viên mới, giới thiệu gần 1.000 đoàn viên ưu tú và kết nạp đảng hơn 300 đoàn viên. Thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đưa ra 3 phương án, 5 giải pháp và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó tập trung phát huy những điểm mạnh của đoàn viên thanh niên đã đạt được, triển khai sâu rộng các phong trào, chương trình của đoàn, thực hiện hiệu quả hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi, các giải pháp phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em, nâng cao chất lượng công tác đoàn, đội trong trường học, phát động chủ đề năm học mới. Ngày 19 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh huyện phối hợp cùng với Viettel Tam Đường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên cựu chiến binh chống Pháp tại xã Sơn Bình và thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Tại đây, các cơ quan tổ chức đã trao 4 phần quà cho 4 hội viên cựu chiến binh chống Pháp trên địa bàn xã Sơn Bình và thị trấn Tam Đường, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân và nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Chiến binh huyện và lòng biết ơn của tập thể cán bộ, công nhân viên chi nhánh Viettel huyện Tam Đường đối với sự cống hiến hy sinh to lớn của các cựu chiến binh chống Pháp và trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, bản tin 6 giờ ngày 20 tháng 7, Bộ Y tế cho biết có 2.155 ca mắc mới, từ bệnh nhân số 58.026 đến bệnh nhân số 60.180, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận ở trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.519 ca, Bình Dương là 156 ca, Tiền Giang 133 ca, Đồng Nai 80 ca, Vĩnh Long 43 ca, Khánh Hòa 38 ca, Bến Tre 34 ca, Đà Nẵng 32 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 26 ca, Cần Thơ 22 ca, Phú Yên 12 ca, Hậu Giang 10 ca, Kiên Giang 8 ca, Vĩnh Phúc 7 ca, Hà Nội 6 ca, Bình Phước 6 ca, An Giang 6 ca, Đồng Tháp 6 ca, Đắk Lắk 2 ca, Quảng Ngãi 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Lâm Đồng 5 ca, Quảng Nam 1 ca, trong đó có 251 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Lai Châu cơ bản ổn định. Từ đầu năm 2021 cho đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh ở mức độ bình thường mới. Tuy nhiên thì hiện nay thì đang có nhiều công dân trở về từ các vùng có dịch, do vậy thì cần tiếp tục quản lý theo dõi cách ly y tế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn của huyện Mường Tè, tại một số xã có nhiều người dân bị mắc bệnh sốt rét, tình hình bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình trạng đó, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã triển khai thực hiện các giải pháp để bệnh sốt rét không lây lan ra diện rộng và không có thêm người bị bệnh sốt rét. Bệnh nhân Phùng Go Tư, bản San Xui, xã Vàng San, huyện Mường Tè, hiện đang được điều trị sốt rét tại Trung tâm Y tế huyện. Được biết, sau khi phát hiện sốt và kèm theo rét, bệnh nhân chưa vào viện ngay mà ở nhà tự mua thuốc về uống, nhưng không thấy khỏi. Hơn một tuần sau vào viện mới biết mình bị sốt rét. Tôi vào đây được 13 ngày, bác sĩ khám bảo tôi bị sốt rét. Ở nhà thì tôi hay đi ngủ trên nương, ngủ không mắt màng. Bây giờ tôi về, tôi ngủ mắt màng, tuân thủ lời bác sĩ nói. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã chỉ đạo tuyến y tế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét và ký sinh trùng sốt rét.
Cùng với đó, hàng năm thực hiện phun tẩm hóa chất và cấp màn miễn phí cho người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Tuy nhiên, do phong tục tập quán của người dân thường ngủ không buông màn, các hộ gia đình thường xuyên ngủ tại lán nương, gần rừng nên bị muỗi Anopheles đốt, dẫn đến bị bệnh sốt rét. Từ đầu năm đến nay, số người đến trung tâm y tế để điều trị sốt rét trên 20 bệnh nhân giảm 9 ca so với năm 2020. Để riêng cái sốt rét này thì nguồn lây chủ yếu là con muỗi Anopheles. Con muỗi đốt người xong lại truyền sang người có bệnh thì lại truyền sang cho người khác. Thế cái nguồn lây lại đối tượng bị thì lại chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt nhất là người dân tộc La Hủ. Để, mà đặc biệt nhất là những người này thì lại ít khi nằm ngủ nhà, chủ yếu là đi nương rẫy và ngủ không nằm màn mặc dù đã cấp cho. Thế nên là đó là một trong những nguyên nhân bùng phát những ca bệnh sốt rét ở tại huyện Mường Tè và là cái nguyên nhân để bệnh phát triển. Sau khi bị muỗi Anopheles đốt, bệnh nhân sẽ bị sốt theo giờ và kèm theo triệu chứng ớn lạnh. Bệnh này rất nguy hiểm và dễ lây ra diện rộng. Là bệnh truyền nhiễm có thể lây từ người sang người thông qua vật chủ là muỗi Anopheles. Do vậy, người dân cần chủ động phát dọn cỏ xung quanh nhà, không để cỏ mọc thành bụi rậm, thường xuyên vệ sinh, đổ các lu nước nếu không dùng, khơi thông cống rãnh thoát nước để muỗi không có nơi trú ngụ sinh sôi. Cùng với đó, khi ngủ cần bỏ màn, nhất là khi người dân ngủ tại lán nương. Hiện nay thì ở trên địa bàn của huyện đang có có dịch sốt rét xảy ra, còn riêng địa bàn thị trấn bọn em đang quản lý thì bọn em thường xuyên đi tư vấn cho người dân là phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, không để nước đọng, tù đọng ở những cái cống rãnh hoặc là kênh mương mà kiểu có nước tù đọng ấy ạ, thì phải khơi thông ra. Với lại ở nhà có những cái chậu nào không dùng đến mà để nếu mà không dùng đến thì mình nên úp xuống, tại vì bây giờ đang là mùa mưa thì sẽ nước nó sẽ đọng ở đấy và muỗi nó sẽ sinh sôi nảy nở ở đấy. Thì là với lại tư vấn cho người dân là thường xuyên phải ngủ bằng màn, thảm màn khi ngủ để tránh bị muỗi đốt. Hiện nay bệnh sốt rét trên địa bàn huyện Mường Tè vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện chủ yếu ở xã Tá Bạ, Pa Ủ và Thu Lũng. Trung tâm y tế huyện vẫn đang chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống sốt rét, triển khai công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các bản trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao kiến thức phòng chống sốt rét cho đội ngũ y tá bản, lực lượng nòng cốt, thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình khi xảy ra dịch bệnh sốt rét. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, Điện lực huyện Sìn Hồ đã triển khai đồng bộ các phương án và theo đó thì Điện lực huyện đã chỉ đạo các tổ đội xây dựng kế hoạch kiểm tra duy tu sửa chữa hệ thống các trạm biến áp, các đường dây trong toàn huyện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay, Điện lực huyện Sìn Hồ đang quản lý vận hành 118 trạm phân phối với 118 máy biến áp và 12 trạm chuyên dụng. Tổng chiều dài đường dây 35 kV trên 300 km, đường dây 0,4 kV trên 200 km. Để đảm bảo cung ứng điện ổn định an toàn cho người dân trên địa bàn huyện, Điện lực Sìn Hồ đã chỉ đạo các tổ đội kiểm tra toàn diện các trạm đường dây 110 kV và khắc phục ngay các khiếm khuyết đe dọa sự cố, tập trung xử lý hành lang an toàn lưới điện bằng cách đo dòng, cân pha và tăng cường tuyên truyền phối hợp với các gia đình chặt tỉa, giải phóng cây trong và ngoài hành lang có khả năng gây ảnh hưởng đến lưới điện. Trong năm 2021, đặc biệt trong tháng 6 vừa rồi thì mưa bão xảy ra thường xuyên trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến các khu vực sạt lở, cũng ảnh hưởng đến lưới điện quản lý 35 kV của đơn vị, cũng như là các hiện tượng như là dông bão sét thì bị đánh trực tiếp vào trạm biến áp. Để khắc phục kịp thời sự cố thì đánh giá trước tiên là đơn vị đã có tiền thành lập tiểu ban, mà sau khi sự cố xảy ra thì lực lượng huy động của toàn đơn vị được tập hợp để khắc phục nhanh nhất sự cố. Đối với các địa bàn khu vực xa địa bàn xa điện lực thì đơn vị cũng tập trung đủ quân số người khắc phục nhanh sự cố, đặc biệt là khu vực đồi núi mà đi lên khá vất vả thì điện lực cũng đã khắc phục nhanh và đảm bảo độ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đến người khách hàng. Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể và xây dựng kế hoạch và giả định các tình huống có thể xảy ra để triển khai xử lý, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để thay thế sửa chữa khi có sự cố xảy ra.
Sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty điện lực Lai Châu cũng như ban giám đốc công ty điện lực Sìn Hồ thì trong mùa mưa lũ này thì thường xuyên hay xảy ra mưa lũ gió quét. Đấy, thì đơn vị thường xuyên túc trực và kiểm tra hành lang tuyến lưới định kỳ ngày đêm để phát hiện ra những khiếm khuyết kịp thời xử lý trong dịp mưa lũ để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho bà con nhân dân huyện Sìn Hồ. Với việc thực hiện nghiêm túc các phương án đã đề ra sẽ giúp điện lực huyện Sìn Hồ chủ động với mọi phương án tình huống có thể xảy ra để đảm bảo vận hành cung cấp điện ổn định và an toàn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm huyện Nậm Nhùn phấn đấu tăng trưởng đàn gia súc đạt 5%. Để đạt được mục tiêu này, huyện Nậm Nhùn đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nên nhiều hộ dân cũng đã tích cực mở rộng được quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi có chuồng trại, có kiểm soát dịch bệnh. Phóng sự sau đây thể hiện nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Hủy Pết, xã Nậm Hàng có 102 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Thời gian qua, nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, chi bộ bản Hủy Pết đã tuyên truyền vận động nhân dân trong bản tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi tư duy và phương thức sản xuất nông nghiệp, phát triển đàn đại gia súc đang là thế mạnh của bản. Hiện nay, trong bản có 235 con trâu, 226 con bò, trong đó có 90% số hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại kết hợp với trồng cỏ. Từ phát triển chăn nuôi đại gia súc đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của bản chỉ còn 17 hộ. Vận động tuyên truyền sinh hoạt chi bộ hàng tháng thì tuyên truyền cho đảng viên, cùng nhau tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở bản, tuyên truyền cho bà con nhân dân phát triển chăn nuôi. Hiện tại là tổng số đàn trâu của bản, đàn trâu đàn bò của bản là đàn trâu thì 235 con, đàn bò thì tổng là 226 con. Thì hiện nay bà con cũng chăn thả và trồng cỏ, chăn nuôi, chăn sóc. Trong những năm qua, đối với phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc gắn với trồng cỏ làm chuồng trại luôn được huyện Nậm Nhùn quan tâm chỉ đạo thực hiện, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng cỏ gắn với phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, mở rộng quy mô chăn nuôi tại các xã có tiềm năng, có bãi chăn thả và có diện tích trồng cỏ. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình dự án nhằm hỗ trợ tiếp thị, liên doanh, liên kết, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, khuyến khích các cá nhân hợp tác xã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại tập trung nuôi trâu bò vỗ béo, chỉ đạo các tổ chức hội quan tâm và ưu tiên cho các hộ gia đình vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò với mức lãi suất ưu đãi. Trên cơ sở các chương trình dự án như chương trình 135, chương trình 30A và các chương trình dự án khác để mua trâu bò sinh sản, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn nhưng có đủ điều kiện chăm sóc. Đến nay, huyện Nậm Nhùn có trên 26.000 con gia súc, trong đó trâu 8.735 con, bò 5.028 con, lợn 12.292 con. Thời gian qua, huyện đã tích cực hướng dẫn người dân quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường theo đúng quy định. Do vậy, đàn vật nuôi của huyện phát triển ổn định. Tiếp tục phát triển cái đàn gia súc ấy, thì trong thời gian qua thì các xã cũng đã rất chủ động trong công tác là làm chuồng trại, rồi là trồng cỏ, chăn nuôi, rồi là thực hiện cái việc là chuyển đổi. Như một số hộ gia đình đã tập trung ở cái mua bò về và chăn nuôi tập trung có chuồng trại, thì đến nay thì tổng đàn tăng lên hàng năm. Có thể khẳng định rằng việc phát triển đàn gia súc theo hướng tập trung gắn với trồng cỏ, có chuồng trại và có người chăn dắt trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ gia đình. Hiện nay, tổng diện tích chè trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 7.800 ha. Để phấn đấu đến đầu năm 2022, tổng diện tích trồng chè đạt trên 8.400 ha, thì cần phải trồng mới hơn 680 ha. Từ đó, công tác chuẩn bị giống vật tư phân bón để thực hiện trồng mới cơ bản đã đáp ứng theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến độ trồng chè mới năm 2021 chậm hơn cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân
là do điều kiện thời tiết đầu vụ nắng nóng, ít mưa ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng lúa vụ mùa, làm đất trồng chè mới. Hiện nay đang vào mùa mưa nên tận dụng thời tiết thuận lợi, các cơ quan chuyên môn đang tích cực hướng dẫn bà con khẩn trương trồng chè trên diện tích đã quy hoạch. Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu trồng chè mới, bà con nông dân cũng cần nâng cao kỹ thuật chăm bón chè, thu hái chè đúng quy trình, phấn đấu đến năm 2022, sản lượng chè búp tươi đạt 44.000 tấn. Những năm vừa qua, tỉnh luôn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất của người dân. Nhờ có hệ thống kênh mương kiên cố mà người dân đã chủ động trong sản xuất, đảm bảo gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, chủ yếu là các cánh đồng nhỏ lẻ, nằm rải rác dưới các sườn đồi nên công tác kiên cố hóa kênh mương phục vụ nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay toàn huyện vẫn còn gần 500 km kênh tạm chưa được kiên cố hóa. Hàng năm người dân phải tu sửa nạo vét để đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất, đặc biệt là vào mùa mưa. Trên 170 tỷ đồng là tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn đến hết tháng 6 năm 2021, tăng trên 17 tỷ so với năm 2020 và đạt trên 86% kế hoạch giao. Trong đó chủ yếu là chương trình cho vay hộ nghèo chiếm 23% tổng dư nợ, còn lại là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Để đảm bảo nguồn vốn vay, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ vay vốn, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, cũng như vận động các hộ vay vốn và nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế để trả nợ ngân hàng và gửi tiết kiệm. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện thu hút đầu tư dự án theo quy hoạch chung của tỉnh, huyện Mường Tè tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thủy điện nhỏ và vừa với thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự. Tổng số thực hiện trên địa bàn huyện theo quy hoạch của tỉnh là 46 dự án thủy điện với tổng công suất 901,6 MW. Đến nay đã có 4 dự án hoàn thành và phát điện lên lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy 73,1 MW, 7 dự án đang thi công, 15 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công, 20 dự án khảo sát chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.